Là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch, Phú Yên xác định đây là ngành kinh tế quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà. Những năm qua, Phú Yên là nơi được giới trẻ, du khách tìm đến bởi nét hoang sơ, mộc mạc của các điểm du lịch như Gành Đá Đĩa, Nhà thờ Măng Lăng, Tháp Nghinh Phong, Mũi Điện. Gành Đá Đĩa cũng là một nơi khá là du lịch tham quan khá là nổi tiếng. Điều đầu tiên mình thấy được là con người đây đều rất là dễ thương, đều rất là thân thiện, mọi người giúp đỡ mình rất là nhiều. Giọng ai cũng rất là người ngoài Bắc như mình nghe giọng đấy rất là thích. Đó, giọng rất là nhẹ nhàng và khung cảnh thì rất là đẹp, còn hoang sơ. Em thì em đến từ thành phố Hà Nội, nhiều cái đông đúc nơi chật chội các thứ nên rất là thoải mái. Dạ, tại em coi trên mạng nó đẹp tuyệt vời, đây là một điểm đáng nhớ. Con người thân thiện, không gian mát mẻ, thoải mái, sung sướng. Đây nó vẫn còn khá là mới, nó vẫn còn có những cái nét rất là cơ bản tự nhiên và thực sự nếu mà để cho các bạn trẻ ở cái lứa tuổi thích trải nghiệm, thích đi chơi thì sẽ hợp lý hơn. Cùng với việc quảng bá hình ảnh du lịch, tỉnh Phú Yên cũng chú trọng công tác đầu tư, tôn tạo các di tích, danh thắng. Đến thời điểm hiện tại, Phú Yên đã công nhận 9 điểm du lịch và 3 tuyến du lịch địa phương. Theo ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên, bên cạnh những lợi thế về du lịch mà tỉnh có được, Phú Yên vẫn còn nhiều mặt hạn chế để có thể đưa ngành du lịch tăng tốc. Trong cái thời gian kích cầu du lịch nhưng mà cái chất lượng vẫn được đảm bảo và ngày càng được là nâng cao, rồi cái chất lượng nguồn nhân lực phát triển cũng tương đối là tốt. Hiện nay thì trên toàn địa bàn tỉnh thì có khoảng 425 cái khách sạn, cơ sở lưu trú. Tuy nhiên có thể nói rằng Phú Yên là một trong những cái tỉnh cũng còn khó khăn về du lịch. Trong đó cái nổi lên hàng đầu đó là cái hạ tầng. Hạ tầng ở đây thì về cơ sở hạ tầng về lưu trú thì nói chung được khá tốt, đáp ứng được yêu cầu. Đấy. Nhưng mà các cái hạ tầng khác, thí dụ như là đường đến rồi các cái cơ sở để phục vụ cho cái du khách đến các cái điểm đến nó cũng còn những cái hạn chế nhất định. Để thực hiện được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phú Yên rất cần những giải pháp cụ thể, cách làm quyết liệt hơn từ ngành du lịch của tỉnh. Đặc biệt là về tạo ra những dịch vụ và sản phẩm du lịch chất lượng, hấp dẫn để níu chân du khách.